Đây nó là một phương pháp có thể đánh tan được cái mỡ nọng cằm rất là tốt. Đó, đây này. Massage là vỗ nhẹ để nó tiêu cái mỡ cằm ấy đi. Ô, về đây mình kéo hoặc mình đẩy lên trên được. Mất nọng cằm rồi, không còn nữa. Mọi người nhìn thấy cái V-Line Hương không tiêm nhá. 1 2 3 Nhà mình có biết không ạ? Ở trước kia thì một ngày á, mặc dù là Hương rất là bận với cái lịch đi diễn của Hương, nhưng mà Hương vẫn phải dành ra mỗi một ngày là 15 phút để Hương tập thể dục vào buổi sáng. Thì mỗi một buổi sáng Hương dậy, Hương sẽ dành ra khoảng 15 phút để làm gì? Để mình tập các bài tập cho nó săn chắc cơ thể, đặc biệt là đốt cháy những cái mỡ thừa. Thì mọi người biết không, ngày xưa để mà giữ được cái vóc dáng như thế này, để mà giữ được cái cân nặng như thế này, luôn luôn đẹp như thế này trước mắt công chúng, rồi là luôn luôn đẹp với những cái vai diễn và những cái bộ phim truyền hình thời gian gần đây, thì mọi người biết là Hương đã phải rất là mất thời gian, rất là mệt mỏi, rất là mất nhiều công sức, và thậm chí lâu lâu mình phải đi spa để đánh mỡ bụng này kia các thứ. Nhưng cái chuyện đó thì không tránh được đâu nhà mình ạ. À, nghệ sĩ là mình phải thường xuyên giữ gìn vóc dáng cách kinh khủng khiếp luôn, nên ý, nghệ sĩ là khổ vô cùng tận. Nói chung là muốn ăn không ăn được, muốn uống không uống được, mà chỉ có suốt ngày tập thể dục như vậy thôi. Phần eo là cái phần mà khi mà chúng ta bị to bụng thì mình không thể nào mà tự tin để mình mặc được những cái áo mà nó sexy, nó kiểu crop top, nó quyến rũ như thế này được. Thế thì ngày hôm nay Hương sẽ chia sẻ cho nhà mình một cái phương pháp rất là hiệu quả, rất là đơn giản, cũng không bắt chúng ta là phải tập tành quá nhiều. Sản phẩm này là gì? Sản phẩm này có tên gọi là Slimming Whitening Cream, hay còn gọi là kem tan mỡ, kem đánh tan mỡ trắng da tự nhiên. Ngoài cái tác dụng là tan mỡ, đánh tan mỡ, đốt cháy nhiên liệu của cơ thể, thì nó còn làm trắng cái vùng da mà chúng ta được bôi kem vào. Nó khác tất cả những cái sản phẩm bán trên thị trường bây giờ. Bởi vì thường những cái sản phẩm bán trên thị trường bây giờ nó chỉ có tác dụng là đánh tan mỡ, hay còn gọi là kem tan mỡ thôi. Nhưng đây nó là kem tan mỡ và trắng da tự nhiên, đến từ thương hiệu Skin IC đây nhà mình nhá. Slimming Whitening Cream của Skin IC này có giá bán chính hãng, hàng chính hãng là 550.000. Một chai là 550.000, combo hai chai là 1,1 triệu, đúng không ạ? Bây giờ Hương muốn nói về cái công dụng của sản phẩm trước, bởi vì đây mới là cái điều quan trọng, và nó giúp ích cho rất là nhiều các mẹ bỉm sữa không có nhiều thời gian chúng ta đi spa, hay là không có nhiều thời gian chúng ta đi đến câu lạc bộ để tập thể dục, hay là yoga, hay là tập gym. Thì cái kem tan mỡ trắng da của Skin AC này, công dụng là đốt cháy nhiên liệu ở bên trong cơ thể. Đó, công dụng là nó làm giảm thiểu tất cả những cái mỡ thừa tích tụ lâu ngày ở cơ thể của chúng ta. Nó sẽ dùng được cả vùng mông này, cả vùng nọng cằm này, cả vùng cầu vai. Vai to thì cũng làm cho mình thô, cái dáng mình thô và nó không được săn chắc gọn gàng. Thì mình có thể bôi vùng vai, mình massage như thế này để thẩm thấu. Và ngoài việc là tan mỡ, ngoài việc nhỏ thì nó còn trắng da. Ở Hương thì được cái là người gọn gàng, người rất là gọn. Sinh em bé xong rồi rất là gọn, hồi nhanh. Nhưng mà ăn một tí là bắt đầu béo lên mặt. Hương hay bị béo mặt, người gọi là mặt phúc hậu đấy. Thì nhưng mặt phúc hậu thì nhìn ở ngoài thôi, chứ nếu mà lên hình mà mặt phúc hậu thế thì trông nó rất là béo và nó bị già. Thế thì Hương sử dụng luôn cái kem tan mỡ này để Hương làm mất cái nọng cằm đây nhá. Nếu mà đấy là Hương thở xuống nhá, nhà mình có nhìn thấy cái nọng cằm này không? Đây là Hương đang cố tình làm xấu này. Thế nhưng mà thực ra bây giờ nó mất nọng cằm rồi, không còn nữa, bởi vì Hương đã dùng cái kem này để mà Hương đánh tan cái mỡ ở nọng cằm rồi. Thực ra là bây giờ cái phương pháp mà để mà triệt tiêu cái nọng cằm, người ta phải sử dụng phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ, ví dụ như là căng chỉ collagen kéo cao phần này lên, hay là người ta tiêm để tiêu cái vùng béo ấy đi. Nhưng mà như thế là phẫu thuật thẩm mỹ, là can thiệp, là xâm lấn vào cơ thể rồi. Và Hương thì Hương không bao giờ khuyên mọi người sử dụng những cái phương pháp về phẫu thuật thẩm mỹ, mà Hương sẽ khuyên mọi người là làm thế nào để mà tự nhiên nhất có thể vẫn giữ được cái nét đẹp tự nhiên mà lại không ảnh hưởng gì sức khỏe của chúng ta. Thì đây nó là một phương pháp có thể đánh tan được cái mỡ nọng cằm rất là tốt. Thì Hương cũng sẽ lấy một cái chút xíu cái kem này. Cái này ngoài việc đánh tan mỡ, nó còn làm trắng da nhá, nó trắng cái vùng cổ phía dưới này cơ. Đây nha, cái phần nọng cằm ở dưới này. Mọi người lấy một chút massage này. Massage nhẹ nhẹ thôi. Đấy, kể cả hai cái phần hai bên này nữa luôn nha. Lập tức là cái kem tan mỡ trắng da của Skin AC nó thẩm thấu vào này. Nó sẽ làm lâu lâu dần. Một lần thì không hết được nhá, nó không phải là thuốc tiên nhá. Nhưng mà mình dùng hết khoảng một liệu trình một tuần là sẽ thấy tác dụng. Đó, khoảng 7 lần thôi là sẽ thấy tác dụng. Nó bắt đầu teo dần, tan dần. Và nếu chúng ta sử dụng thường xuyên thì sẽ không bao giờ nọng cằm nó quay trở lại với chúng ta nữa. Đó, đây này. Massage là vỗ nhẹ để nó tiêu cái mỡ cằm ấy đi.
Đó, thế khi mà đứng này mình nhìn thấy không? Mọi người nhìn thấy cái V-Line. Hương không tiêm nhá. Hương không tiêm, Hương không dùng bất cứ một cái phương pháp liệu trình phẫu thuật thẩm mỹ nào. Hương không động chạm gì đến đến vùng mặt cả. Hương chỉ có làm một chút mũi thôi. Đấy là nói rất là thật. Và những cái nọng cằm như thế này thì mình vẫn có thể sử dụng cái kem tan mỡ này để đánh nó đi. Đây ví dụ phần này mình cũng thấy hơi to, mình có thể bôi vào đây. Bôi vào đây mình kéo hoặc mình đẩy lên trên được, mình kéo dưới được không sao cả. Cái này là để đánh tan cái phần U-line gọi là mặt bánh trưng đấy, thì nó sẽ thành V-line ngay. Nếu mà mình sử dụng thường xuyên thì cái này khi chúng ta bôi, ngoài việc là eo thon, ngoài việc là định hình vòng eo, ngoài việc là giảm cân cho chúng ta. Bởi vì sao? Nhỏ eo thì chắc chắn là cân nó sẽ giảm thiểu đi rồi. Nó còn có tác dụng là trắng da, trắng sáng tự nhiên. Và khi mà mình bôi vào thì cái da nó thẩm thấu vào da, nó sẽ có cái cảm giác là hơi nóng một chút nhưng không hề bị bỏng rát. Bởi vì sao? Bởi vì nó có cái thành phần kem dưỡng làm mát cơ thể. Còn có một cái thành phần là cái thành phần tinh dầu từ hạt táo, nó có tác dụng là đánh tan mỡ bụng. Thì hai cái đó kết hợp với nhau vẫn mang lại cái cảm giác là nóng, nóng cái khí nóng, cái hơi nóng, thế nhưng mà lại không làm bỏng rát cái vùng bụng hoặc tất cả những cái phần mỡ thừa mà chúng ta bôi. Thì đây dùng rất là đơn giản, mình lấy một lượng vừa đủ ra như thế này, đây Hương khoe nhà mình nha. Đó, có thể massage vào tay trước để cho nó nóng cái tay lên, sau đó mình massage vào bụng, mình đẩy sang hai bên như thế này hoặc có thể đẩy lên như thế này, rất là nhiều cách đó. Lập tức là mình sẽ cảm giác cái nóng của hơi gừng, của hờ gừng. Người ăn gừng, người thấy nóng như thế nào thì sẽ cảm giác được như vậy. Thì cái này nó nóng rất là nhẹ thôi, nó nóng rất là nhẹ, thế nhưng mà cái độ thẩm thấu rất là cao. Nó không nóng quá, bởi vì sao? Bây giờ bôi nóng quá xong mẩn ngứa hết lên, rồi nóng, rồi gian người lên, rất là khó chịu. Thì đây nó là một cái loại nó rất là hữu hiệu, bởi vì nó kết hợp được với cả cái kem trắng da. Nó vừa là nóng và nó vừa là mát, hai cái nó kết hợp với nhau, nó không làm cho chúng ta bị khó chịu. Và thêm vào nữa là nó có cái tinh dầu của hạt táo. Tinh dầu hạt táo nó có tác dụng là đốt cháy nhiên liệu, đốt cháy mỡ thừa bên trong cơ thể. Massage nha. Đó, đẩy lên trên nha, đừng đẩy xuống dưới nha. Đẩy xuống dưới nó tích tụ cái mỡ ở phía dưới, bụng dưới nó làm to bụng. Mình đẩy lên trên như thế này. Đẩy lên trên như thế này thì bạn nào ngực bé thì được đẩy lên thì sẽ thành cái ngực to. Đó, nó rất là hay là như thế. Đó, và vùng eo này nhá, mình massage, mình kéo lên. Hoặc là hình xoắn ốc như thế này. Massage khoảng 5 phút thôi. Nếu mà bạn nào mà bạn ấy ở nhà bạn ấy có cái máy rung bụng ấy thì bạn ấy đeo cái máy vào xong bạn đứng bạn rung như này thì nó xuống rất là nhanh. Hoặc không thì bạn có thể dùng cái đai quấn bụng, quấn chặt vào như thế này để định hình cái vòng eo. Và khi mà chúng ta quấn vào như vậy thì mình ngồi ở văn phòng, mình có đánh máy văn bản thì mình không cần phải đi đâu, cũng không cần phải tập thể dục, là nó lập tức là nó sẽ thẩm thấu vào vùng da của chúng ta, nó sẽ làm săn chắc da, nó sẽ làm giảm cái mỡ bụng và nó sẽ làm đàn hồi cái cơ bụng để cho cơ bụng mình nó có cơ, nó chắc. Cái quan trọng bụng đẹp nó phải là không những là nhỏ, nó còn phải chắc nữa chứ, nếu mà lều phèo ra thì rất là kinh, rất là xấu. Đó, thì cái này nhá, ngoài cái công dụng là nhỏ bụng thì Hương còn chia sẻ, Hương đã phải nhấn mạnh rất là kỹ là nó trắng da. Người có cảm nhận là cái vùng giữa bụng của Hương nó rất là trắng không? Cái bụng này Hương thường xuyên Hương sử dụng cái Slim Brightening cream này, cái kem tan mỡ này. Và ngoài cái việc nhỏ bụng nó còn trắng da, nên là khi mà Hương dùng đấy, người thấy cái bụng Hương nó rất là trắng. Hầu như là không có bất cứ một cái dạng da, một cái nếp nhăn, một cái tì vết nào cả. Kích ứng hoàn lại tiền cho nhà mình nhá. Tại vì đây 100% nó là thảo dược thiên nhiên. Nó kết hợp với cả vitamin này, các loại vitamin này, cái kem trắng da này, kem trắng da tự nhiên này, rồi là cái tinh dầu hạt táo. Nó vừa nhỏ, nó vừa thon gọn. Thì nhà mình thấy rằng là người ta hay uống nước táo này, hay là hay ăn táo xanh để giảm cân. Thì ở đây người ta lấy cái chiết xuất tinh dầu từ trong hạt táo ra để có cái phương pháp là để đốt cháy cái nhiên liệu, cái mỡ thừa đó. Thì hôm nay Hương nói rất là kỹ về sản phẩm này rồi. Vẫn cứ phải nói với mọi người là Skin AC đưa ra sản phẩm nào là tốt sản phẩm đó. Thế nên là rất là nhiều nơi họ làm giả làm nhái. Thì cái cách thức để chúng ta phân biệt hàng giả hàng nhái và hàng chính hãng rất là đơn giản thôi. Đây mọi người thấy không ạ? Cái hộp này là cái hộp kem tan mỡ trắng da của Skin AC đây. Cái hộp vỏ ngoài đây, còn cái lõi bên trong thì Hương cầm đây. Thì ở ngoài này đã có hai cái tem. Một cái tem là một cái tem bạc này, là cái tem chống hàng giả. Và tiếp theo là một cái tem chống hàng giả của công ty có tên gọi là Việt Mỹ Cosmetic. Việt Mỹ Cosmetic là công ty phân phối độc quyền sản phẩm này tại Việt Nam và sản xuất luôn. Đó, thì cái cách thức là chúng ta sẽ cào cái lớp bạc này ra. Đây cũng là hộp mới nha, Hương vừa mới khui xong nha. Cào cái mã bạc này ra sẽ có một cái mã số và đơn giản chúng ta nhắn tin này. CHGV gạch dưới VMC gạch cái mã số chúng ta vừa cào gửi tới 8077. Đây là tem điện tử chống hàng giả của công ty. Và khi gửi cái cú pháp như vậy
thì về máy của chúng ta thì nó sẽ hiện lên một cái tin nhắn để chứng thực đấy là hàng chính hãng hay không, là chúng ta có thể phân biệt được. Bên trong cái lõi này, đây nó có cái chữ là Việt Mỹ Cosmetic, là cái chữ nổi in ở dưới nắp cái lõi của cái hộp này, và chỉ có hàng chính hãng mới có thôi. Còn hàng giả họ không thể làm được như vậy đâu. Hàng giả thì cùng lắm là họ bắt chước được cái tem này thôi, chứ còn cái chữ nổi ở bên trong này rất là đắt, rất là cầu kỳ, không phải ai người ta cũng làm được cái này. Đấy, mở cái nắp ra, nếu mà thấy có chữ Việt Mỹ Cosmetic nổi lên như thế này thì đây chính xác là hàng chính hãng rồi. Và giá niêm yết của công ty bán ra là 550.000, không có một nơi nào bán rẻ hơn. Bán rẻ hơn Hương khẳng định đấy là hàng giả. Hương nhắc lại cái chương trình khuyến mãi để nhà mình nhớ nhá. Thì khi mà mua một cái chai kem tan mỡ trắng da của Skin IC này 550.000, sau này Hương đã chia sẻ rất nhiều rồi, bây giờ cũng vẫn đang dùng, sắp hết đến nơi rồi. Son Female này có giá là 290.000. Đây Hương đánh luôn cho mọi người xem nhá. Màu rất là đẹp, rất là tự nhiên, mùi rất là quyến rũ sexy đấy. Đấy, màu cam này, cam tươi, không cần phải trang điểm nhiều, mặt đang để mộc hoàn toàn, và đánh một chút son thôi là đủ để có thể đi ra ngoài long lanh xinh đẹp mỹ miều rồi. Còn nếu như nhà mình mua hai tuýp này là một combo hai sản phẩm có giá là 1,1 triệu thì nhà mình sẽ được tặng một cái ủ mặt than hoạt tính dành cho da mặt cũng của Skin IC. Đó, cái này Hương đã chia sẻ rất là nhiều rồi đúng không ạ? Mình sẽ được tặng thêm một cái ủ mặt than hoạt tính như thế này. Đó, free nếu mà mình mua combo nhá, một combo hai sản phẩm được tặng một cái ủ mặt than hoạt tính. Còn mua một chai thì mình được tặng một son Female. Và khi mua combo thì chúng ta sẽ được giảm giá 30% cho những cái hóa đơn mà giá tiền thấp hơn. Và khi mua combo chúng ta cũng được free ship toàn quốc, không có mất tiền phí ship, mấy chục, 100 cũng không mất tiền. Và khi mua combo chúng ta lại tiếp tục được tặng một voucher 500.000 để cho những cái lần mua sắm lần sau với những sản phẩm đến từ thương hiệu Skin IC. Đó thì Hương vẫn cứ nói nhé, nhà mình vẫn cứ nhắn tin comment ở bên dưới nhé. Ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi, cứ nhắn tin, để lại thông tin số điện thoại, sẽ tư vấn thêm cho nhà mình cho nó cụ thể. Thì hôm nay Hương chỉ mục đích chính là Hương muốn nhấn mạnh vào cái này thôi. Sản phẩm này thật ra ngày xưa đã rất là hot rồi, nhưng bây giờ mới đủ hàng để bán ra nên là Hương cũng muốn nói kỹ về nó một chút. Thì lúc nãy Hương đã thử nghiệm trên vùng bụng, bây giờ Hương tiếp tục Hương thử nghiệm ở vùng này. Đây mọi người thấy không? Rồi, hôm nay thì đã chia sẻ rất là kỹ rồi. Và nếu cần hỏi gì, thắc mắc gì, cần có nhu cầu tư vấn gì, Hương sẵn sàng tư vấn thêm. Và công ty cũng sẽ sẵn sàng tư vấn thêm với nhà mình. Hôm nay thì xin được khoe với nhà mình chút xíu. Và rất là phù hợp với những chị em phụ nữ mà chúng ta không có thời gian đi tập thể dục, chúng ta không có nhiều tiền để đi làm phẫu thuật thẩm mỹ, hút mỡ bụng nó kia. Thì chúng ta sẽ sử dụng sản phẩm này. Rất là rẻ thôi. Giá niêm yết công ty 550.000 mà đạt được tối đa các hiệu quả, vừa giảm mỡ bụng này, vừa chiết tiêu được mỡ này, vừa đốt cháy cái mỡ thừa và cái năng lượng ở bên trong này, mà nó lại còn làm trắng da, mịn da, rất là phù hợp với những chị em mà chúng ta sinh con xong bị dạn da màu đen nhé, bôi xong cái này cái nó thành dành dạn màu hồng màu trắng. Hương phải nói luôn mọi người, như chia sẻ thực sự, cái dạn da nó rất là khó chữa. Có những người dùng tiền để đi gọi là chiếu laser nó cũng không hết được, nó chỉ giảm thiểu được khoảng 40-50% thôi. Nhưng thà là mình bị dạn mà nó màu trắng, nó màu hồng, còn hơn là mình bị dạng màu đen, màu nâu, nhìn nó rất là kinh. Mặc bikini mà hở ra nhìn như thế thì trông nó ghê lắm. Nên cái này nó là cái liệu pháp tối ưu cho chị em mà chúng ta bị dạng da màu nâu nhá. Dạng da màu đen rất là mất thẩm mỹ, bôi vào đây một cái là nó sẽ hết luôn. Nó thành cái dạng trắng, mà dạng trắng nhìn xa thì như là bình thường, không ai phát hiện ra là chúng ta bị dạng cả. Đó thì hôm nay nha, một cái sản phẩm hot hit nữa đến từ thương hiệu Skin IC rất là tốt như thế này. Và hy vọng rằng là sản phẩm này sẽ nhanh chóng đến được tay khách hàng. Thì xin cáo lỗi với tất cả nhà mình thời gian vừa qua phải chờ đợi em ý nhá. Nhưng bây giờ em ấy đã quay trở lại rồi và lợi hại hơn xưa rồi. Rất là nhiều những cái chế độ gọi là ưu đãi tặng quà nhà mình. Nhà mình mua nhanh nha, số lượng có hạn nhà mình nha. Cần hỏi gì, tư vấn gì có thể comment ở bên dưới. Hương rảnh Hương sẽ tư vấn thêm, hoặc là công ty sẽ tư vấn thêm với nhà mình. Ok, bye bye nhà mình. Chúc nhà mình một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui và đạt hiệu quả cao nha.